Chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta lại đến với một bài thơ đất nước, nhưng là bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ như Phạm Tiến Duật, Bằng Việt, Nguyễn Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Nhận Cầm, Lê Anh Xuân. Đây là lớp nhà thơ trưởng thành từ ghế nhà trường, không chỉ có trình độ văn hóa, niềm say mê lý tưởng mà còn trực tiếp có mặt trong cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc. Họ tự ý thức cao về vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước. Những trang thơ của họ nóng bỏng nhiệt tình yêu nước và hiện thực kháng chiến của dân tộc. Nguyễn Khoa Điềm xuất thân từ một gia đình trí thức ở cách mạng ở Huế. Bản thân ông lại trực tiếp tham gia phong trào đấu tranh cách mạng của sinh viên Huế, nên thơ Nguyễn Khoa Điềm rất giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén, mang tâm tư của người trí thức tham gia vào cuộc chiến đấu của nhân dân. Tổ quốc là một đề tài phong phú của thơ ca Việt Nam. Trước Nguyễn Khoa Điềm đã có nhiều bài thơ hay, nhiều tác giả thành công về đề tài này. Đất nước anh hùng trong kháng chiến chống Pháp mang hồn thu Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Đất nước cổ kính dân gian mang hồn quê Kinh Bắc của Hoàng Cầm. Đất nước hóa thân trong dòng sông xanh đầy ắp kỷ niệm trong thơ Tế Anh. Đất nước hài hòa trong dáng hình quê hương và tình yêu đôi lứa trong thơ Giang Nam. Nhưng Nguyễn Khoa Điềm đã tìm được một cách nói riêng để chương thơ đất nước của ông đã đem lại cho bạn đọc những dung cảm thẩm mỹ mới về đất nước của nhân dân. Sau đây, chúng ta sẽ đọc và phân tích bài thơ. Lớn lên đất nước đã có rồi, đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say giã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi hai ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm, đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi, thời gian đằng đẵng không gian mênh mông, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Đất nước là phần đầu chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng. Trường ca gồm 9 chương: Lời chào, Báo động, Giặc Mỹ, Tuổi trẻ không yên, Đất nước, Áo trắng, Xuống đường, Khoảng lớn âm vang, Báo bão. Nguyễn Khoa Điềm viết trường ca này năm 1971 tại chiến khu Chỉ Thiên, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang hết sức khốc liệt mà bản thân nhà thơ trực tiếp có mặt. Đoạn trích trong sách giáo khoa thâu tóm ý nghĩa của cả chương 5. Chương thơ thể hiện sự cảm nhận về đất nước một cách toàn diện, cụ thể, sâu sắc mà cốt lõi là tư tưởng đất nước của nhân dân. Từ đó, nhà thơ bộc lộ lòng yêu quý, niềm tự hào, sự gắn bó và trách nhiệm với đất nước thân yêu. Tư tưởng chủ đạo này lại được Nguyễn Khoa Điềm triển khai ở nhiều bình diện, địa lý, lịch sử, văn hóa và thể hiện bằng hình thức thơ trữ tình chính luận, giọng thơ tâm tình, lời thơ đậm đà sắc thái dân gian nên đặc biệt gợi cảm, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho bạn đọc. Phần đầu khúc ca, nhà thơ đưa người đọc về với cội nguồn đất nước có từ bao giờ.
khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Khi ta lớn lên, ta vừa là nhân vật trữ tình, vừa là mỗi chúng ta, những người dân đất Việt. Đúng là khi mỗi chúng ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Dù chưa đủ trí tuệ để hiểu đất nước với những khái niệm trừu tượng như cương vực, lãnh thổ, chủ quyền, nhưng mỗi chúng ta cũng đã cảm nhận được đất nước là một cái gì đó rất gần gũi qua những câu chuyện truyền thuyết cổ tích mẹ thường kể từ thuở nằm nôi. Lời thơ ngày xưa ngày xưa mang điệu hồn của những câu chuyện huyền thoại đưa ta về một thuở rất xa khi đất nước phôi thai. Những từ bắt đầu, lớn lên tuy không xác định thời gian cụ thể nhưng lại khẳng định quá trình hình thành lâu đời của đất nước của nhân dân. Đất nước có từ lâu đời và được hình thành từ đâu? Được hình thành từ những truyền thống cao đẹp của dân tộc như truyền thống yêu nước, lao động, văn hóa. Trước hết là truyền thống văn hóa phong tục lâu đời của nhân dân. Từ miếng trầu dung dị của bà, mái tóc bới hiền hòa của mẹ, cách gọi tên, cái kèo, cái cột dân xã, đến tình yêu gắn bó thủy chung qua gừng cay muối mặn của cha mẹ. Tất cả những điều tưởng bình dị ấy đã trở thành nếp sống, thành phẩm chất, tốt đẹp, thành thuần phong mỹ tục, đậm đà bản sắc Việt Nam. Câu thơ: đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc, gợi nhớ truyền thuyết thánh gióng, vừa nhổ tre làng đánh giặc ân thuở xa xưa. Truyền thống yêu nước, bền bỉ kiên cường giữ nước luôn được khơi dậy qua những lời kể đậm đà của mẹ và trở thành hồn thiêng dân tộc. Ông bà cha mẹ chúng ta đã phải trải bao gian nan, một nắng hai sương, đã đổ bao mồ hôi với bao công việc nhà nông nhọc nhằn, say dã dần sàng mới làm ra hạt gạo dẻo thơm. Hạt gạo là vật chất nhưng cũng là sự sống, là cội nguồn văn hóa của dân tộc. Truyền thống lao động cần cù từ bao đời của nhân dân cũng là một phần của hồn nước. Tóm lại, 9 dòng thơ đầu là cảm nhận của nhà thơ về sự hình thành và phát triển lâu đời của đất nước. Đất nước được cảm nhận rất cụ thể trong những cái gần gũi hàng ngày như miếng trầu, hạt gạo, trong những gương mặt dung dị đời thường của nhân dân, trong mối quan hệ ruột thịt thân thương như ông bà, cha mẹ. Ngay trong mái nhà của mỗi chúng ta cũng hiện diện đất nước. Ẩn trong đó là tình yêu nước thiết tha, niềm tự hào về đất nước thân thương gần gũi. Hình ảnh thơ hàm xúc, giàu chất liệu văn hóa văn học dân gian nên có sức lắng đọng sâu sắc. Những chất liệu dân gian ấy đã tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa gần gũi quen thuộc, vừa sâu xa, kỳ diệu, đủ sức gợi lên được hồn thiêng sông núi. Điều đó không đơn thuần chỉ là thủ pháp nghệ thuật, cũng không phải chỉ là tiếp thu có sáng tạo văn học dân gian. Có thể nói, tư tưởng đất nước của nhân dân, tư tưởng chủ đạo của chương thơ đã thấm nhuần từ quan niệm đến cảm xúc, từ hình tượng đến những chi tiết nghệ thuật của tác phẩm. Mượn hình thức trò chuyện tâm tình với một người con gái yêu thương, nhà thơ định nghĩa đất nước là gì theo cách riêng của mình, theo cách đặc biệt của thơ. Và ở đoạn thơ tiếp theo, vận dụng tính đơn lập của tiếng Việt,
Nguyễn Khoa Điềm đã tách từ đất nước thành hai thành tố, đất và nước, để có thể đi sâu vào khái niệm, biến khái niệm đất nước trừu tượng thành cụ thể sinh động, gợi cảm. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi hai ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Ý thơ ở đây rất mới mẻ, cụ thể. Đất nước trở thành rất gần gũi thân thương, gắn bó với mỗi người. Thân thương như mái trường ta học, như dòng sông em tắm, như góc phố đình làng, ao sen, lũy tre, cây đa, bến nước, nơi lứa đôi hò hẹn. Một không gian nhỏ chỉ hai người biết, hai người hay, rất riêng tư nhưng cũng đậm đà hồn quê hương xứ sở. Đất nước còn thân thương như câu ca dao tình yêu quen thuộc cất lên từ mỗi xóm làng. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Vẫn mạch cảm xúc thiết tha, nhà thơ say sưa lý giải. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Lấy ý từ những câu dân ca Huế mượt mà, câu thơ đưa người đọc về với không gian đất nước thân thương. Những từ núi bạc, biển khơi mang âm hưởng thành ngữ dân gian, gợi ra một đất nước mênh mông giàu đẹp. Sự mênh mông giàu đẹp đó không tự nhiên có được, nó gắn với thời gian đằng đẵng, dài lâu, liên tục, bền bỉ mà nhân dân ta đã đổ bao mồ hôi, nước mắt, cả máu nữa để xây dựng, bảo vệ bờ cõi đất nước thành dải đất chữ S thân thương cho dân mình đoàn tụ. Đoàn tụ trong yêu thương tự hào. Tự hào bởi đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Ở đoạn thơ này, những hình tượng quen thuộc trong thần thoại, truyền thuyết như chim rồng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, bọc trăm trứng cùng tụ về trong trường liên tưởng của nhà thơ. Sự hội tụ ấy làm bật lên ý thơ có tầm khái quát cao. Dân tộc ta là con rồng cháu tiên, trai tài gái sắc. Đất nước ta là đất lành chim về, đất thiêng rồng ở. Dân tộc Việt là anh em một nhà, cùng sinh ra từ bọc trăn trứng của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Một đất nước có cội nguồn văn hóa và truyền thống lâu đời rất đỗi thân thương và tự hào như thế chính là đất nước của nhân dân. Đất nước qua cách cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm không khô khan trừu tượng mà tươi rói cảm xúc. Đất nước gắn liền với đời sống, số phận của từng cá nhân ở mọi phương diện, lịch sử, địa lý, văn hóa. Đất nước còn là sự kết tinh thống nhất sâu sắc những giá trị tinh thần từ quá khứ, những ai đã khuất, đến hiện tại, những ai bây giờ và tương lai yêu nhau và sinh con đẻ cái. Đặc biệt, mỗi thế hệ, mỗi cá nhân đều gắn bó với đất nước. Nhất là trách nhiệm của thế hệ hôm nay vô cùng nặng nề nhưng vinh quang. Chúng ta vừa phải gánh vác những công việc nhọc nhằn, nặng nề mà ông cha giao lại, vừa phải dặn dò con cháu chuyện mai sau một cách ân cần, chu đáo, để các thế hệ sau sẽ tiếp tục đưa đất nước đi xa, đến một chân trời hòa bình, hạnh phúc, ấm no, giàu mạnh.
đó là mơ mộng, là ước mơ khát vọng của thời đại nhà thơ, nhưng là hiện thực tất yếu của tương lai. Ước mơ ấy ngày nay đã thành sự thực. Lời thơ trong sáng, ấp ủ niềm tin giữa những ngày đánh Mỹ của nhà thơ, của ông cha ta thật cao đẹp và đáng quý. Vì sự mưu sinh, mỗi người có thể làm ăn và lập nghiệp ở bất cứ nơi đâu, nhưng trong thẳm sâu tâm hồn, mỗi chúng ta đều mang trong mình dòng máu Việt. Những giờ khắc thiêng liêng nhất, niềm tự hào gắn bó với đất nước lại trỗi dậy nồng nàn. Hàng năm, ăn đâu, làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Chữ cúi đầu đầy yêu thương thành kính với đất nước. Ở đây, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm đã phát hiện một chân lý giản dị mà sâu sắc. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Giọng thơ tâm tình với lối xưng hô anh em tha thiết, nhà thơ như nhắn nhủ: đất nước không chỉ tồn tại khách thể mà đã hóa thân trong mỗi người, trở thành một phần tâm hồn, trí tuệ của mỗi người, của anh và em. Sự gắn bó máu thịt giữa số phận cá nhân với vận mệnh của cộng đồng là tư tưởng chung của thời đại. Khi hai đứa cầm tay, tình yêu lứa đôi riêng tư đã tự mang trong nó vẻ đẹp hài hòa nồng thắm của tâm hồn dân tộc. Khi chúng ta cầm tay mọi người, cái riêng của tình yêu đôi lứa gắn bó với cái chung của tình yêu đất nước, mỗi chúng ta đã nối vòng tay lớn vào cộng đồng, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho đất nước vẹn tròn to lớn, trường tồn và phát triển. Trách nhiệm với đất nước cũng chính là trách nhiệm đối chính bản thân mình, bởi đất nước là máu xương của mình. Vì thế, mỗi chúng ta đều tự nhiên gắn bó với đất nước bằng tình yêu thiết tha, san sẻ với cộng đồng bằng ý thức trách nhiệm, và khi cần có thể hóa thân bằng hành động hy sinh cho đất nước. Chữ hóa thân được nhà thơ dùng không chỉ phù hợp với màu sắc dân gian của chương thơ, mà còn diễn tả sâu sắc sự tự nguyện dâng hiến trọn vẹn cho đất nước để bất tử hóa cùng non sông của mỗi người dân. Điệp ngữ phải biết như một mệnh lệnh, vừa là tiếng nói thúc giục của con tim, tạo thành chất trữ tình chính luận sâu sắc của lời thơ. Tóm lại, được bao bọc trong không khí của văn học dân gian, hình tượng đất nước trên trang thơ của Nguyễn Khoa Điểm thơ mộng trữ tình như từ xa xưa vọng về, bình dị mà thân thương, gắn bó thiết tha với mỗi người dân. Cảm nhận về đất nước tưởng tàn mạn mà thống nhất sâu sắc. Hai chữ đất nước được viết hoa và điệp lại nhiều lần như con mắt thơ đầy kính yêu, tự hào. Nhà thơ định nghĩa về đất nước bằng thơ, lời thơ lấp lánh màu sắc của huyền thoại dân gian, vừa lung linh vẻ đẹp trí tuệ, vừa thiết tha cảm xúc, tạo nhiều âm vang trong lòng người đọc. Nếu đất nước của Nguyễn Đình Thi mang đậm sắc thái hiện đại, gắn liền với chiều dài của cuộc kháng chiến chống Pháp, đau thương, anh dũng và chiến thắng, thì đất nước của Nguyễn Khoa Điểm lại đậm đà phong vị dân gian, gắn với cội nguồn văn hóa của dân tộc, cùng tỏa sáng tình yêu và niềm tự hào với đất nước. Nhưng mỗi bài thơ có một vẻ đẹp riêng, khiến cho cảm hứng về quê hương đất nước trở nên đa dạng hấp dẫn. Đất nước có từ lâu đời, đất nước hình thành từ những truyền thống cao đẹp của nhân dân. Đất nước mênh mông giàu đẹp, gần gũi gắn bó với mỗi người dân trên mọi phương diện. Đất nước hiện diện trên từng làng quê, xóm phố. Đất nước bình dị thân thương với mỗi gia đình Việt Nam.
Từ những quan niệm về đất nước như vậy, đến phần sau của chương thơ, tác giả tập trung làm nổi bật tư tưởng đất nước của nhân dân trong sự thống nhất của nhiều bình diện, không gian, thời gian, văn hóa. Phần này đến buổi học sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Bài học của chúng ta hôm nay dừng lại ở đây. Thân mến, chào các bạn và các em.